Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình cùng nhau trở lại với Son nha. Trên tay Trang hiện tại bây giờ là 6 bạn Etude House Dear Darling Tint mà Trang mua cùng đợt với cái nhuộm tóc 3C thì cũng đã đến đây được khoảng hơn 1 tuần rồi. Và hôm nay thì mình sẽ cùng swatch và review cho mọi người xem. Cả hai bạn mà Trang đang cầm trên tay bây giờ thì đều có tên là Dear Darling Water Gel Tint. Vậy thì chúng khác nhau và giống nhau như thế nào? Cái dòng Dear Darling Tint thỏi dài dài này thì là có mặt trước và bảng màu thì gồm có 10 màu tất cả. Và gần đây thì họ mới ra thêm 3 màu và Trang quyết định là mua chỉ 2 màu thôi. Và gần đây nhất thì Etude House mới tung ra cái cây kem siêu xinh này. Bảng màu của cái cây kem siêu dễ thương này có 6 màu tất cả. Mình ban đầu đặt 6 màu nhưng mà ngày hôm sau thì người ta thông báo là 2 màu đã hết rồi. Thế nên là hôm nay Trang chỉ có thể swatch 4 trên 6 màu được thôi. Vì tên của cả hai bạn này thì giống hệt nhau. Và Trang thì chưa thấy thông báo nào từ Etude House giải thích sự khác nhau của hai dòng này cả. Nên là mình cho rằng là chất son sẽ giống nhau. Có chăng thì là họ đổi sang bao bì mới này cho mùa hè để thu hút hơn, dễ thương hơn. Mặc dù rất là yêu thích dòng son tint nhưng mà mọi người có thể thấy là channel của Trang thì không có nhiều video swatch về các loại son tint cho lắm. Bởi vì mình bị ám ảnh khi mà swatch son tint. Lúc nào môi sau khi swatch xong nó cũng sẽ có thể bị dướm máu tại vì là tẩy trà quá mạnh. Vì lớp son tint nó bám vào môi quá là chắc. Nên là những cái lần tẩy xong thì 1, 2, 3 ngày sau môi bị sưng và rất là đau. Nhưng mà hôm nay Trang sẽ cố gắng phá lệ lấy hết sức để làm video này. Cũng một phần vì bạn này quá là xinh và mọi người cũng hỏi Trang rất nhiều về cây kem này nữa. Phần swatch ngày hôm nay thì Trang sẽ không chia ra lòng môi riêng và phun môi riêng nữa mà sẽ là sự kết hợp của cả hai. Một lát nữa thì mọi người sẽ thấy và hiểu Trang nói điều gì. Tại vì khi dùng son tint thì rất là khó có thể viền được môi đầy và chi tiết như khi dùng son thỏi hay là son kem. Không biết mọi người như thế nào nhưng mùa hè thì mình sử dụng rất là nhiều son tint. Và vì chúng mình đang bước vào hè rồi đây nên mình nghĩ là video này sẽ hợp lý, kịp lúc. Nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì chúng mình cùng đi thẳng vào phần swatch và review nha. Ok, bắt đầu nào. Etude House là nhãn hiệu thuộc tập đoàn Amore Pacific của Hàn Quốc. Các sản phẩm của họ thì luôn cực kỳ nhí nhảnh dễ thương và cây kem này cũng không ngoại lệ. Để dùng son thì chúng ta sẽ dùng chính cái phần quay kem này luôn. Cọ son có hình giọt nước xinh xinh. Tên son cũng mô tả chính xác chất son luôn, đó là Water Gel Tint. Vừa rất lỏng như nước nhưng lại có độ kết dính sệt sệt nhẹ như lớp gel. Trang sẽ so sánh với loại tint yêu thích của mình từ ngàn đời nay, đấy chính là Peripera Lumipang và Aritaum Color Lasting Tint. Nếu bạn nào đã sử dụng một trong hai cây đấy thì bạn gel tint này của Etude House lỏng hơn một chút và màu son thì lên nhạt hơn với một lần quẹt đầu tiên. Vì vậy nếu bạn muốn một lớp màu đậm và rõ thì sẽ cần chồng lên khá nhiều lần đấy. Mặc dù chất son lỏng nhưng mình lại không bị dính son vào răng như khi dùng lọ tint nước của Peripera. Son có lớp bóng nhẹ nên khi lên môi sẽ không khô hoàn toàn nhưng cũng không quá bóng. Và lớp bóng này thì không dính đâu. Bặm môi bạn vẫn sẽ cảm thấy khá dễ chịu và hơi trơn trơn. Sau một khoảng thời gian thì lớp bóng cũng sẽ sét dần vào môi. Nếu bạn ăn hay uống nước thì lớp bóng đấy sẽ dây ra và còn lại lớp màu son. Son có mùi hoa quả ngọt nhẹ, Trang cũng không biết chính xác là mùi của quả gì. Hít thì thấy giống hương bưởi. Nếu có lỡ liếm môi thì sẽ nếm được rõ vị ngọt luôn. Trang lại hơi sợ cái cảm giác đấy. Nếu bạn nào muốn thử thì cứ liếm 1-2 lần cho biết thôi, chứ đừng tạo thành thói quen đấy nhá. Trong thành phần của son cũng có chiết xuất quả bồ hòn với công dụng dưỡng và làm mềm môi. Bạn quay kem thì Trang mua với giá là 80.000 đồng một cây, còn bạn thuôn dài thì là 60.000 đồng một cây. Thật ra với mức giá mà mình bỏ ra thì Trang cũng không đòi hỏi quá cao về chất lượng đâu. Nhưng tổng thể thì mình thấy bạn này cũng không hề tồi chút nào cả. Nếu để trên môi cả ngày thì mình thấy môi hơi căng nhẹ và se lại, nhưng mà không có hiện tượng chóc vẩy môi. Màu mà Trang thích nhất trong lần swatch này đấy là RD306 và RD307. Đang ngồi thu tiếng bỗng chợt ngờ ngợi nhớ ra hình như hồi lớp 8 Trang cũng đã có mua thỏi Dear Darling Tint này rồi, nắp bạc hồng ấy. Nhưng vì lần đó Trang mua đỏ đậm nhất nên không dám dùng đi học luôn, cũng không dùng nhiều nên 10 năm sau mới quên mất là mình đã từng dùng cái thỏi này. Trời ơi, cũng quá lâu rồi. thì ra đây lại chính xác là thỏi son tin đầu đời của Trang mọi người ạ. Kỳ lạ ghê. Ban đầu Trang từng là giống, nhưng thực ra chất son của cây dài này lại hơi khác chút xíu đấy. Với phiên bản gốc này thì lớp bóng ít hơn và son thì khô lại nhanh hơn, hoặc là do tùy màu. Vì phần trăm nước của bạn này rất nhiều, nên không chỉ Trang mà chắc chắn nhiều bạn khi dùng cũng sẽ thấy son không ăn vào môi trên mà cứ trôi tuột đi đâu ý. Các màu nhạt thì sẽ đỡ hơn, nhưng với màu đậm thì sẽ thấy rõ sự chênh lệch màu giữa môi trên và môi dưới. Vậy nên nếu bạn nào có chót mua tông đậm và thấy khó xài quá thì hãy tô chồng lên một cây son thỏi nào đấy để tạo lớp bóng nhẹ và màu giữ lâu hơn nha. Lớp son khô nhanh nên mới thoa lên sẽ phải cật lực bặm môi hoặc dùng ngón tay tán đều. Nếu chưa kịp tán mà son đã khô mất rồi thì màu son sẽ không lan đều đâu, mà có các vạch vạch ngăn ngăn ở trên môi. Màu cuối cùng là màu mang lại yếu tố bất ngờ cho mình nhiều nhất. Đầu tiên Trang không nghĩ là tông son lại tối hẳn như vậy. Có lẽ là tối nhất trong các thỏi son tin mà trước giờ Trang dùng luôn. Là mình cứ băn khoăn mã BK ở đầu là gì, hóa ra là Black. Bất ngờ thứ hai là chất son của thỏi này khó tán hơn các thỏi trước rất nhiều. Dù Trang dùng ngón tay hay bặm môi thì lớp son lan ra cũng không đều được. Hơn nữa lại còn làm lộ rõ vết xước môi của Trang nữa. Nhìn gần trông khó coi lắm luôn. Đây cũng là màu bám dai dẳng nhất, như lớp mực in vĩnh viễn vậy, dính chút ra tay mà mình không lau sạch đi được. Với môi thì khỏi nói luôn, chà thế nào cũng không ra. Lần thử lại sau mình sẽ chồng bạn này lên trên một màu khác xem có cứu vãn được không. Còn tạm thời bây giờ thì mình hơi bị thất vọng với bạn cuối cùng này. Và thế là đã xong phần review rồi, mọi người thấy sao? Nếu như có bất kỳ một cái dòng son nào mà mọi người muốn Trang review thì hãy cứ để comment ở dưới nha. Bất cứ khi nào mình có thời gian mình sẽ bấm máy ngay lập tức. Tranh thủ update mọi người một chút về cái tuyết ba xe nhuộm tóc mà Trang sử dụng trong video trước. Thì đây là màu tóc còn lại sau 2 lần gội đầu. Trang tránh không gội đầu quá nhiều trong tuần vừa rồi. Thứ nhất là muốn xem màu nó còn lại như thế nào, và thứ hai là muốn để cho da đầu nó nghỉ ngơi một chút, cũng đỡ cái tóc rụng hơn. Và Trang cực kỳ bất ngờ luôn, đến thời điểm này nó vẫn chưa trôi sạch hoàn toàn. Tính đến ngày hôm nay thì đã là 9 ngày rồi, vượt qua mức 7 ngày mà họ có cáo. Và sau khi sử dụng cái tuyết 3CE nhuộm tạm thời đấy thì Trang cũng mới để ý là cái sản phẩm nhuộm tóc tạm thời ở Hàn hiện tại thì đang là một cái trend, và không chỉ có 3C mà còn rất là nhiều hãng khác ra cái sản phẩm đấy nữa. Nên là mình nghĩ là nếu mà lần tới mà mình muốn thử màu khác thì mình sẽ thử cả hãng khác nữa, không thì nó hơi kiểu có vẻ là bị thiên vị 3C. Nếu bạn nào mà có sử dụng sản phẩm đấy mà muốn tóc nó phai màu nhanh hơn để chỉ trong cái tuần đi chơi đấy thôi, xong rồi quay về làm việc đi học ấy, thì mình nghĩ là chắc là gội đầu nhiều lên, nhiều hơn 2 lần của mình thì cái màu tóc nó sẽ phai dần ngay đi thôi. Ok, phần update đến đây là dừng. Mình sẽ hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật là vui và cười thật nhiều nhé. Bye bye.